Moscato hay còn gọi là Muscat liệu có phải chỉ là một giống nho trắng? Và để biết thêm thông tin thì các bạn hãy cùng theo dõi hết video này của Rượu Ngon nhé! Họ Muscat bao gồm 200 giống nho thuộc dòng Vitis vinifera được sử dụng trong sản xuất rượu vang, làm nho khô và nho để ăn trên toàn cầu trong nhiều thế kỷ. Màu sắc của quả nho từ trắng đến vàng đến hồng và đến gần đen. Nho và rượu vang Muscat hầu như luôn có hương thơm ngọt của hoa rõ rệt. Mặc dù có sự đa dạng lớn, nhưng một đặc điểm chung có thể thấy hầu hết ở các thành viên của họ nho Muscat là hương hoa đặc trưng và hương cỏ xạ hương. Hương thơm của xạ hương đặc trưng có thể thấy được rõ nhất ở các loại rượu vang có cấu trúc đơn giản, có nồng độ cồn thấp như là Moscato Asti, là loại mà hương thơm của nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi các kỹ thuật sản xuất rượu khác nhau như nuôi ủ trong thùng gỗ sồi, lên men malolactic hoặc là cường hóa. Trong số các thành viên đáng chú ý nhất của gia đình Muscat là Muscat Blanc Petit Frère hay còn gọi là Muscato Bianco và Muscat Alexandria. Muscat Blanc Petit Frère có vỏ mỏng, quả nhỏ có xu hướng hoạt động tốt ở các vùng ôn đới mát mẻ, là giống nho chính được sử dụng để sản xuất vang sủi Atti của Ý, còn được gọi là Muscato Atti, được sản xuất ở vùng Piemont. Là loại cao quý nhất trong số các giống Muscat, tạo ra những loại thơm ngon nhất, lưu trữ được lâu hơn với nhiều phong cách khác nhau. Muscat of Alexandria có nhiều chùm, cứng hơn với quả mọng lớn, khả năng chống chịu bệnh tật tốt và thích nghi với khí hậu ấm hơn, được biết đến với cái tên Zibibo ở Sicily. Nó phát triển mạnh mẽ trong khí hậu Địa Trung Hải. Hình thức của giống Muscat of Alexandria có vẻ gần giống với Muscat Blanc of Petit Frère. Một số chai vang đang có mặt tại công ty rượu ngon với giống nho Muscat biểu hiện một số hương hoa và hương trái cây như là Moscato M và Moscato Rosé. Vừa rồi là những thông tin về giống nho Moscato hay còn gọi là Muscat, và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.